Alo các bạn ơi, chúng ta tiếp tục nha các bạn nha. Rồi rồi trước khi giải lao thì cô đang cho các bạn một cái minh họa về cái việc là phát hành trái phiếu với những cái phương thức trả lại khác nhau thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc xử lý thông tin như thế nào, và đặc biệt là chúng ta quan tâm đến kỳ kế toán của doanh nghiệp đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vô là cái cách xử lý trong hai trường hợp. Một là việc phát hành trái phiếu thường, trái phiếu phổ thông là như thế nào, và cái thứ hai là liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi. Tuy nhiên thì như cô vừa chia sẻ ban đầu thì hôm nay là cô sẽ xử lý hết cái phần về trái phiếu thường thôi. Những nội dung còn lại là các bạn sẽ đọc, sẽ xem thêm cái video bài giảng của cô ha. Đầu tiên là liên quan đến trái phiếu thường, trái phiếu phổ thông, trái phiếu không có quyền chuyển đổi nè. Thế thì ở đây là vấn đề đặt ra là khi mà chúng ta có cái đề án về phát hành trái phiếu đó, thì trong đó là mình sẽ ghi nhận cái phần về là lãi suất trên cái tờ trái phiếu cụ thể là như thế nào, rồi cái mệnh giá của cái tờ trái phiếu là ra sao, đúng không? Tuy nhiên thì tính đến cái thời điểm mà phát hành trái phiếu đó thì khả năng là cái lãi suất thị trường so với là lãi suất danh nghĩa trên cái tờ trái phiếu nó có thể có sự khác biệt. Và đó chính là cái lý do, một trong những cái lý do nó dẫn tới là cái giá bán trái phiếu đó là nó sẽ khác so với lại là cái mệnh giá. Như vậy là ở đây là chúng ta đang bàn đến cái câu chuyện là cái giá phát hành, phải không ạ? Nó có thể khác so với mệnh giá, đúng không? Ví dụ như là tại cái thời điểm mà phát hành trái phiếu thì cái lãi suất thị trường, đây, lãi suất thị trường nó là 10%, so với lại lãi suất danh nghĩa trên cái tờ trái phiếu cũng là 10%. Đồng nghĩa với lại cái việc phát hành trái phiếu này người ta gọi là ngang giá, tức là bằng với lại mệnh giá. Đúng không? Đó. Nhưng nếu như lãi suất thị trường tại cái thời điểm phát hành nó cao hơn 12%, nghĩa là cái lãi suất thực tế là 12%, trong khi cái lãi suất danh nghĩa trên cái tờ trái phiếu đó là 10% thôi. Vậy thì mình phải bán với cái giá như thế nào thì người ta mới mua? Bởi vì khi mình trả lãi thì cam kết chỉ có trả lãi có 10% thôi, đúng không? Theo cái lãi suất danh nghĩa. Thế thì mình phải bán với cái giá thấp hơn chứ. Ví dụ như là cái mệnh giá là 100, phải không ạ? Rồi cái giá bán bây giờ nó phải rẻ hơn là 90, thì cái chênh lệch đấy chính là chiết khấu trái phiếu là 10. Như vậy cái chiết khấu này nó không phải là lỗ. Nó không phải là lỗ, phải không ạ? Nó chẳng qua nó là cái chi phí đi vay trong cái thời gian hiệu lực của cái tờ trái phiếu. Đúng không ạ? Hay nói cách khác là đứng ở góc độ về quan hệ giữa bên đi vay là doanh nghiệp, là công ty ha, với cái bên là cho vay là trái chủ đó, thì mình sẽ trả cái lãi là theo cam kết lãi suất danh nghĩa 10%. Nhưng đối với doanh nghiệp, phải không ạ? Đối với công ty đó thì phải ghi nhận cái chi phí đi vay theo cái lãi suất thực tế là 12%. Đúng không? Như vậy thì là trong sổ sách của mình đó, là mình buộc phải ghi nhận cái lãi suất thực tế làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận. Đúng không? Vậy thì cái lãi suất mà thực tế đó mình tính làm sao giờ? Nó sẽ bằng, phải không ạ? Cái lãi suất danh nghĩa mình tính ở đây cộng thêm cái phần phân bổ về cái chiết khấu trái phiếu. Như thế chiết khấu không phải là lỗ, chẳng qua nó là một cái phần là chi phí đi vay trong suốt cái quá trình mà chúng ta đi vay thế thôi nha. Nó được phân bổ để làm tăng cái chi phí đi vay, được không ạ? Và ngược lại, lỡ cam kết là 10% để trả lãi rồi, nhưng mà khi mà thực tế phát hành trái phiếu thì lãi suất thị trường nó rớt xuống còn có 8% thôi, nhưng mà mình phải trả lãi 10% theo cam kết nè. Vậy thì bây giờ để vớt vát đó, mình phải bán với cái giá cao hơn chứ. Đúng không? Giá phát hành là 105 so với lại mệnh giá là 100. Nhưng mà cái trên là phụ trội là 5, không phải là lời. Sau 5 năm mình trả cho trái chủ là theo mệnh giá là 100. Nhưng mà cái trên lệch phụ trội đó là không phải là tiền lời. Chẳng qua đó là cái phần điều chỉnh cái chi phí đi vay dưới hình thức là phát hành trái phiếu.
Bởi vì là tôi phải cam kết chi tiền là theo cái lãi suất là 10%. Nhưng mà trong sổ sách của tôi phải ghi theo cái chi phí thực tế chứ, theo cái lãi suất là 8% đây nè. Đúng không ạ? Như vậy là cái phần phụ trội là 5 triệu đó, phải không ạ? Sẽ được phân bổ cho cái thời gian là 5 năm để làm giảm bớt cái chi phí đi vay trong cái sổ sách thực tế của doanh nghiệp. Được không ạ? Rồi, như vậy thì á là ở trong sách của các bạn á là nó sẽ có cái phần về đo lường cái giá bán của trái phiếu theo cái kỹ thuật là chiết khấu dòng tiền. Đúng không? Chúng ta sẽ có một cái bảng tính toán vân vân và vân vân. Thế thì đấy chỉ là một cái kỹ thuật phải không ạ, trong tài chính để chúng ta xử lý khi mà đo lường cái giá phát hành trái phiếu. Đối với góc nhìn của kế toán thì thầy cô cũng không có bắt buộc là các bạn phải tính toán để có được cái giá phát hành. Và thông thường là các cái đề bài thì thầy cô sẽ cho sẵn. Cho sẵn là mệnh giá, cho sẵn là giá phát hành. Còn nếu mà các thầy cô muốn cho các bạn tính cái giá phát hành á, thì có thể là người ta sẽ cho dữ liệu nó đơn giản hơn một chút để các bạn có thể tính toán, chứ không phải số liệu như là cái ví dụ ở trong sách nó rất là phức tạp, phải không ạ? Vì cái thời gian mà các bạn lập một cái bản tính toán như vậy nó mất rất nhiều thời gian, trong khi đó là chúng ta đang học môn kế toán chứ không phải học môn tài chính. Được không? Rồi. Cô vừa chia sẻ với các bạn là do một trong những cái nguyên nhân làm cho giá phát hành nó khác so với lại mệnh giá, đó là cái sự khác biệt giữa lãi suất thị trường so với lãi suất danh nghĩa trên cái tờ trái phiếu này, thì nó sẽ dẫn tới là có thể phát hành là trái phiếu có chiết khấu hoặc có phụ trội, đúng không? Thì chiết khấu và phụ trội này á là không phải lời, không phải lỗ. Thế thì chúng ta phải giữ lại để chúng ta phân bổ dần vào chi phí đi vay. Đó mà. Và có hai cái cách mà các bạn sẽ thực hiện theo cái phương pháp, một là phân bổ theo lãi suất thực tế và hai là phân bổ theo cái phương pháp là đường thẳng, tức là chia đều, đúng không? Như vậy là phân bổ cái chiết khấu thì làm tăng chi phí đi vay, còn phân bổ phụ trội thì là giảm bớt chi phí đi vay. Mục đích của mình á là mình sẽ chuyển từ cái cơ sở bằng tiền đó mà sang cơ sở dùng tích. Thực ra thì cũng không không phải là như vậy, nhưng mà mình sẽ xử lý theo mặt bản chất, có nghĩa là về thỏa thuận thì mình sẽ chi trả theo lãi suất danh nghĩa, đúng không? Nhưng mình chịu cái chi phí đi vay thì bắt buộc phải tính theo lãi suất thực tế. Do đó mình phải có một cái sự điều chỉnh từ cái lãi suất danh nghĩa sang cái lãi suất thực tế, đúng không ạ? Bằng cách là chúng ta phân bổ cái chiết khấu và cái phụ trội. Và có hai phương pháp, đúng không? Thì khi các bạn làm bài tập và khi thi thì đa phần là các bạn sẽ áp dụng phương pháp đường thẳng. Nếu đề không nói là áp dụng phương pháp nào thì chúng ta cũng sẽ áp dụng phương pháp đường thẳng. Nha các bạn nha. Nếu các bạn đọc ở trong sách thì các bạn sẽ thấy là người ta giải thích là các cái việc việc mà xử lý, sử dụng các cái phương pháp thì nó có những tính ưu việt và nó cũng có những cái hạn chế. Nếu ở góc độ về mặt bản chất thì chúng ta sử dụng phương pháp mà phân bổ lãi suất thực tế thì nó sẽ là tốt hơn ha. Nhưng cái việc tính toán phức tạp mà giờ ngại gì, đúng không? Mà thời đại 4.0 cơ mà, đúng không? Rồi bây giờ thì cô sẽ có một cái minh họa để các bạn hiểu rõ hơn về cái cách thức mà chúng ta xử lý trong cái bối cảnh mà điều kiện là có chiết khấu hay là có phụ trội ha. Rồi cô cho kỳ kế toán năm nha, trùng với năm dương lịch, kết thúc 31 tháng 12. Ngày đầu năm N là phát hành trái phiếu thường, cụm từ trong hoạt đơn để chứng minh rằng là không vốn hóa. Không vốn hóa, tức là chi phí đi vay tính vào chi phí tài chính tài khoản sau 3 năm. Còn nếu như mà mục đích là dùng để xây dựng cơ bản thì các bạn sẽ là xử lý theo cái nguyên tắc là vốn hóa. Thì bây giờ chúng ta sẽ đưa vào tài khoản là 2412 để sau này hình thành lên cái nguyên giá của cái tài sản cố định ha, hay là bất động sản đầu tư gì đó. Rồi minh họa này cô cho giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá, cái trên là đấy người ta gọi là chiết khấu trái phiếu, đúng không ạ? Thời hạn hiệu lực là 5 năm, lãi suất danh nghĩa trên cái tờ trái phiếu là 10%, đúng không? Lãi suất là 10%,
và cái phương pháp trả lãi là định kỳ hàng năm vào ngày 31 tháng 12. Đồng nghĩa là đầu năm là chúng ta đi vay thì cuối năm là chúng ta trả lãi lần một, và sau đó cái định kỳ là cuối mỗi năm là trả lãi ha. Vậy thì ở đây là các bạn sẽ thấy nè, chỗ này là cô sẽ ghi nhận vào ngày 1 tháng 1 nè. Cái tài khoản 34311 luôn luôn là ghi theo mệnh giá, tức là cái nợ gốc là sau 5 năm là trả theo cái số này. Nhưng mà tiền mình thu được là chỉ có 90 thôi. Cho nên là cái chênh lệch đó chính là gì các bạn? Chiết khấu. Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có một cái bút toán, đó là cái gì? Nợ tài khoản tiền luôn luôn là giá phát hành là 90. Nợ tài khoản tiền luôn luôn theo giá phát hành là 90. Đồng ý không? Rồi. Có của tài khoản 34311 luôn luôn là theo mệnh giá là con số 100. Như vậy là theo phương pháp kỹ thuật kép á, thì các bạn sẽ ghi bên nợ của tài khoản chiết khấu trái phiếu, nợ của tài khoản 34312 là chênh lệch là chiết khấu, đúng không? Như vậy là chúng ta đã có bút toán là cụ thể là như thế này. Cô lặp lại: nợ tài khoản tiền 90, nợ tài khoản chiết khấu là 10 và có tài khoản mệnh giá là 100. Đúng không? Rồi, bây giờ do kỳ kế toán của cô là cả năm á, cho nên đến ngày 31 tháng 12 là chúng ta sẽ xử lý cái gì đây? Thứ nhất là trả lãi định kỳ theo lãi suất danh nghĩa, đúng không ạ? Là 10%. Đúng không? Đó, lãi suất danh nghĩa là 10%. Vì không vốn hóa cho nên các bạn đưa vào tài khoản là 63 năm. Đồng ý không? Đồng ý không? Rồi. Được chưa nào? Rồi, bây giờ bắt đầu nè, cho cô hỏi nè, cho cô hỏi nè. Chi phí tài chính trong bối cảnh này, đó mà, là bao nhiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh? Tất nhiên cô chưa xử lý hết nha. Nhưng mà cô hỏi là chi phí tài chính bị ảnh hưởng tăng lên bao nhiêu? Tăng lên bao nhiêu nhờ? Chắc cho cô coi tăng lên bao nhiêu? Rồi, cô thấy anh Thư với lại Mỹ Hạnh là tăng 20. Thì cô đoán là các bạn Thái Quốc cũng vậy, tăng lên 20. Cô đoán là các bạn lấy cái tiền chi thực tế ở đây là 10, các bạn cộng với chiết khấu đúng không? Hai số này cộng lại đúng không? Rồi, thế thì các bạn ơi, các bạn quên bẵng đi là chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp chứ. Cái tờ trái phiếu này nó có thời hạn là 5 năm. Như vậy là cái chiết khấu này của mình nè, cái chiết khấu này của mình nó sẽ có hiệu lực trong suốt 5 năm. Đúng không ạ? Như vậy là mà Hồng Đào, bạn Hạnh và Thanh Nhã thì cho cô một cái kết quả khác, đó là con số 12, Phi Nhung cũng vậy, Thảo Vi cũng vậy. Đó mà ra con số 12. Đó, nghĩa là chi phí tài chính trong báo cáo lãi lỗ của mình á là tăng lên là 12. Tăng lên là 12. Không thể là 2 được. Ngọc Ánh ơi, tại vì là bản thân mình chi tiền ra trả lãi cho định kỳ đã là con số 10 này rồi. Đúng không? Đã là con số 10 này rồi. Phải không ạ? Vậy thì rõ ràng là trong trường hợp này là gì? Thế thì các bạn lưu ý giùm cho cô. Tiền mình chi ra là theo lãi suất danh nghĩa. Như vậy là cái chi phí này nè, cái đoạn này là theo lãi suất danh nghĩa. Có đúng không ạ? Nhưng mà cái lãi suất thực tế nó khác chứ. Cho nên mình phát hành đó, là giá phát hành nó thấp hơn, chỉ có 90 đây nè. Thì cái việc phân bổ chiết khấu sẽ làm tăng chi phí đi vay, đó mà. Và nếu như chúng ta phân bổ đều thì một năm nó sẽ là tăng lên là 2. Vậy thì khi người ta hỏi các bạn rằng là chi phí tài chính trên cái báo cáo kết quả lãi lỗ bằng bao nhiêu đó, thì mình sẽ trả lời là 12. 12, được chưa? Tức là nó bằng là tiền chi theo lãi suất danh nghĩa là 10 cộng phân bổ cái chiết khấu trái phiếu cho kỳ kế toán năm này là 2. Như vậy tổng cộng nó 12. Đúng không? Được chưa nào? Như vậy chi phí mà tăng lên thì làm lợi nhuận nó sẽ giảm xuống. Được không? Như vậy thì là các bạn ơi, cái kỹ thuật mà chúng ta phân bổ cái chiết khấu này nó tăng cái này thì nó có ý nghĩa gì ta? À, chúng ta đang điều chỉnh từ cái lãi suất danh nghĩa sang cái lãi suất thực
tế, đúng không? Ví dụ như lãi suất thực tế ở đây là 12%, đúng không? Vậy thì cái chi phí trong sổ sách của mình ảnh hưởng đến báo cáo tài chính này phải theo lãi suất thực tế ha. Chứ còn nếu như các bạn chỉ chi tiền ra chỗ này thì là chỉ là theo cái lãi suất danh nghĩa thôi à, nó không đúng, phải không ạ? Mà xét về mặt bản chất là chúng ta phải chịu cái lãi suất thực tế. Và cái cách mà chịu lãi suất thực tế này bằng cái phương thức là các bạn phân bổ cái chiết khấu. Được chưa? Như vậy nói tóm lại là ghi giùm cô coi, phân bổ chiết khấu trái phiếu làm chấm 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 tăng hay là giảm chi phí đi vay? Tăng hay giảm? Chắc là tăng hay giảm? Đúng rồi. Phải không ạ? Chính xác luôn. Phân bổ chiết khấu trái phiếu thì làm tăng chi phí đi vay, chính xác. Được không? Ừ. Đó. Thế thì khi mà các bạn phân bổ cái chiết khấu trái phiếu thì chi phí đi vay của mình nó sẽ tăng lên. Đúng không? Nhưng mà khi mà mình phân bổ cái chiết khấu như thế này, thì rõ ràng là cái tài khoản chiết khấu là một cái tài khoản điều chỉnh đó. Cho nên là tăng ghi vào bên nợ và giảm ghi vào bên có. Đúng không? Thì nó cũng sẽ làm khôi phục cái giá trị ghi sổ của cái khoản về nợ thuê ha. Các bạn hình dung dùm cho cô coi, bên có của tài khoản 343.111.500 đúng không? Và bên nợ của tài khoản 343.112 là 10 đúng chưa? Đúng chưa? Như vậy tại cái thời điểm mà mình phát hành ngày 1 tháng 1 đó thì cái giá trị của khoản nợ này là 90. Đúng không? Giá trị của cái khoản nợ này là 90. Thế thì khi các bạn phân bổ ở thời điểm cuối năm, chiết khấu cho năm này là 2, đúng không ạ? Làm cho giá trị của cái khoản nợ do phát hành trái phiếu là nó nhích lên, tăng lên 92, đúng không? Như vậy ban đầu nó sẽ là mấy? 100 trừ 10 thì còn mấy? 90. Rồi đến ngày 31 tháng 12 bạn phân bổ lần thứ nhất thì cái giá trị trên cái bảng cân đối kế toán của mình nó sẽ là nhích lên là 92, đúng không? Như vậy là cái phân bổ chiết khấu làm tăng chi phí đi vay và đồng thời nó cũng làm tăng cái giá trị ghi sổ sau ban đầu của cái khoản nợ vay. Thế thì là đầu một năm mình tăng lên 2, sang năm thứ hai nó nhích lên cộng thêm 2 nữa là 94, đúng không? Sang năm nữa 96, 98, cuối cùng đến khi đáo hạn đó thì nó đúng bằng với mệnh giá là 100. Được chưa? Được chưa? Rồi, nhắc lại lần nữa. Bản chất của cái việc mà phân bổ cái chiết khấu này chẳng qua là chúng ta đang điều chỉnh từ cái lãi suất thực tế về lãi suất gì các bạn nhỉ? Xin lỗi, từ cái lãi suất danh nghĩa về cái lãi suất thực tế. Thế nên kết luận là phân bổ chiết khấu trái phiếu thì làm tăng chi phí đi vay. Và đồng thời là khi các bạn phân bổ cái chiết khấu trái phiếu này thì cái giá trị sau ban đầu của cái khoản nợ do phát hành trái phiếu cũng sẽ bắt đầu tăng lên đúng bằng với là cái mệnh giá. Được không? Đó là minh họa thứ nhất. Bây giờ cũng tương tự như vậy nhưng cô cho giá phát hành nó lại là 105 so với là cái mệnh giá. Như vậy cái chênh lệch năm đó là phụ trội. Phải không ạ? Thế thì phụ trội cô ghi vào bên có của tài khoản phụ trội ở đây. Được chưa? Tiền mình sẽ thu được là 105. Bút toán ghi sổ của mình nó sẽ là gì? Nợ tài khoản tiền là 105 nhỉ? Có của tài khoản mệnh giá và có của tài khoản phụ trội. Được không? Ừ. Rồi, cho cô hỏi, đúng không? Báo cáo lãi lỗ thì chi phí tài chính nhiêu? Đúng rồi. Đúng rồi, mấy đứa giỏi rồi. Đó mà tốt. Rồi. Thế thì phụ trội không phải là lời mà chẳng qua nó sẽ là một khoản điều chỉnh cái chi phí đi vay sau này. Các bạn đồng ý không? Như vậy là khi các bạn phân bổ phụ trội là các bạn đang thực hiện cái việc điều chỉnh từ lãi suất danh nghĩa đó mà sang lãi suất thực tế, đúng không? Như vậy thì phân bổ phụ trội thì làm tăng hay giảm chi phí đi vay? Phân bổ phụ trội làm tăng hay giảm chi phí đi vay?
làm giảm chi phí đi vay, chính xác đúng không? Và khi mà các bạn phân bổ như vậy thì nó cái giá trị sau ban đầu của cái khoản nợ nó cũng sẽ giảm xuống, phải không ạ? Ban đầu mấy đứa thấy nè, bên có tài khoản là 343.100 đúng không, bên có 343.13 là 5 đúng không, vậy cộng lại là 105 đúng không? À, giá trị ban đầu của nó là 105. Rồi, như vậy là đến thời điểm 31 tháng 12 cái nó giảm bớt 1 là thấy không? Vậy cái giá trị của nó còn lại 104. Sau năm thứ hai 103, sau năm nữa 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 nữa, nữa. Cuối cùng đến ngày đáo hạn nó còn đúng 100 thôi. Là theo mệnh giá. Đúng không? Như vậy là phân bổ phụ rồi thì làm giảm chi phí đi vay và làm giảm đi cái giá trị ghi sổ của cái khoản nợ. À, dần dần giá trị ghi sổ ban đầu đó là ghi nhận sau ban đầu đó, để dần dần đến sau đến thời điểm đáo hạn thì nó trả về đúng bằng với lại cái nợ gốc theo mệnh giá là 100. Theo kịp không? Rồi, à. Bây giờ thì chúng ta sẽ biết được cái cách thức về mặt kế toán các bạn sẽ xử lý như thế nào ha. Rồi. Ở đây cô đang bàn đến cái câu chuyện là ghi nhận ban đầu là một, sau ban đầu làm gì và đến khi đáo hạn là ba bước. Đúng không? Bước 1 là khi phát hành, ghi nhận ban đầu. Bước 2 là sử dụng tiền vay với hình thức phát hành trái phiếu, người ta gọi là ghi nhận sau ban đầu. Và bước 3 là thời điểm đáo hạn, phải không ạ? Đến hạn đó, hết hạn đó thì chúng ta phải trả nợ gốc như thế nào, được chưa nào? Rồi, thế thì khi mà phát hành đó các bạn, thế thì là cái giá phát hành biết không? Biết đúng không? Nhưng nếu như giá phát hành mà nó khác mệnh giá thì cái chênh lệch mà giá phát hành nhỏ hơn đấy là chiết khấu, và ngược lại là phụ trội. À, do đó là các bạn phải có những cái tài khoản riêng để theo dõi cho cái phần này. À, một tài khoản mệnh giá 343.11, đến cái phần này buộc các bạn ghi tài khoản chi tiết cho cô nha, tức là các bạn phải ghi 343.11 chứ các bạn không có ghi 343 được không? Ừ. Rồi chiết khấu là 343.12 và phụ trội là 343.13 được ha. Rồi, khi mà phát hành thì nó có thêm một cái câu chuyện là chi phí, chi phí bỏ ra trong cái việc về phát hành. Đây, thế thì rõ ràng là theo quy định của chuẩn mực thì cái chi phí phát hành trái phiếu này cũng được gọi là chi phí đi vay, cũng được tính vào cái gọi là chi phí đi vay. Đúng không? Đó, cho nên là cái chi phí đi vay ở đây thì mình sẽ có cái cách ứng xử như thế nào ha. Chút nữa thì cô giải thích kỹ hơn. Được không? Rồi, bây giờ mình mới bàn đến cái bước là sử dụng tiền vay đây nè. Tức là sau ghi nhận ban đầu, rõ ràng là mình đi vay thì mình sẽ phải làm gì các bạn? Phải chịu cái chi phí đi vay. Thì cách ứng xử là có hai trường hợp. Một là không vốn hóa tính vào chi phí tài chính. Hai là đủ điều kiện vốn hóa, có nghĩa là tính vào giá trị tài sản. À, như vậy các bạn thấy là thí dụ như đề bài cho là phát hành trái phiếu để xây dựng các cái công trình đủ điều kiện vốn hóa thì mình xử kiểu khác. Còn nếu mà bổ sung vào vốn hoặc là để phát triển sản xuất gì đó, tức là không đủ điều kiện vốn hóa thì tính vào chi phí tài chính, tài khoản là 635. Đúng không? Rồi, thế thì cô vừa mới nói xong là cái chuẩn mực về chi phí đi vay á, thì ngoài cái lãi trái phiếu là đương nhiên rồi đúng không? Thì nó còn có các cái thành phần nữa. Đó là việc là chi phí phát hành. À, và cái thứ hai nữa là gì? Phân bổ chiết khấu phụ trội cũng là ảnh hưởng đến là cái chi phí đi vay. Giống như nãy mình phân bổ chiết khấu làm tăng chi phí đi vay đó, phân bổ phụ trội là làm giảm chi phí đi vay đó mấy đứa nhớ. Ừ, ha. Rồi, đến khi đáo hạn là chúng ta trả nợ gốc thôi. Bây giờ thì cụ thể hơn nè. Rồi, cho cô hỏi nè. Cho cô hỏi nè. Tài khoản chiết khấu, tài khoản phụ trội thuộc loại nợ phải trả đúng hay sai? Chiết khấu phụ trội là tài khoản nợ phải trả đúng hay sai? Rồi, giỏi. Đúng không? Ừ. Ừ, đúng rồi. Anh Thư ơi, bật micro nói cho cô nghe anh Thư ơi.
luôn. Rồi cô nghe. Vậy nó là tài khoản gì anh Thư? Ủa? Cô chưa nghe Thư nhỉ? Cái mic của em có vấn đề nhỉ? Không nghe được anh Thư. Bị sao nhỉ? Quỳnh Như ơi, em bật micro được không? Trương Thị Quỳnh Như bật micro được không em? Ủa? Sao vậy? À rồi ok. Các bạn ơi, khi chúng ta học online thì là có lẽ là các bạn cũng cố gắng làm sao để mình có thể sử dụng tương tác ha. Như vậy thì có thể là như thế này, các bạn bạn nào mà sử dụng cái máy tính cố định đó, máy tính bàn cố định đó, thì các bạn sẽ làm đăng nhập vào hai thiết bị. Ví dụ như ở cái máy tính bàn hoặc là cái laptop của mình mà cái mic có vấn đề á, đó mà thì mình sẽ tắt âm thanh đi, rồi mình sẽ là đăng nhập vào cái điện thoại của mình á. Đó thì mình sẽ bật cái âm thanh ở trên cái điện thoại. Là như vậy thì mình cũng có thể tương tác được ha, mình cải thiện bằng cái cách đó ha. Chứ còn nếu mà các bạn bật âm thanh của hai cái thiết bị thì nó sẽ bị nhiễu, phải không ạ? Nó sẽ bị nhiễu, không có nghe được. Mà chúng ta tắt bớt một cái đi là coi như ok, là trao đổi được, là dễ dàng. Phải không ạ? Không có vấn đề gì cả, là bởi vì là chúng ta học mà, cho nên là cái việc trao đổi giữa 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 các bạn và cô là cũng rất là cần thiết để cô xem cái mức độ là các bạn hiểu như thế nào mà nha. Cô quay trở lại với lại cái tài khoản chứ không phải phụ trội, thì đa phần là các bạn nhận định là đây nó không phải là loại tài khoản là nợ phải trả, thì cô hoàn toàn đồng ý đúng không? Nhưng mà bây giờ cô hỏi nó là loại gì thì các bạn phải trả lời là gì. Đây là loại tài khoản điều chỉnh. À, trong nguyên lý kế toán mình học là tài khoản điều chỉnh đó nhá. Ừ, nó có điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm. Nếu mà điều chỉnh giảm thì sẽ có kết cấu ngược với tài khoản điều chỉnh. Và nếu mà điều chỉnh tăng thì nó sẽ có cùng kết cấu. Như vậy cái chiết khấu ở đây là rõ ràng, là ví dụ như là mệnh giá là 100 mà mình bán với cái giá 90. Như vậy chiết khấu là 10. Vậy thì là cái bản thân của chiết khấu là điều chỉnh giảm đúng không? Để xác định giá trị ban đầu đúng không? Bạn có thấy là kết cấu ngược không? Phải không ạ? À? Số dư nó nằm ở bên nợ nè. Như vậy là cái bản chất của cái tài khoản chiết khấu này là điều chỉnh giảm. Đúng không? Cho nên là số dư nó nằm ở bên nợ. À, còn cái tài khoản phụ trội á, là cái giá bán là 105, cái mệnh giá là 100, như vậy phụ trội là 5 đó. Như vậy nó sẽ là điều chỉnh cái giá trị ban đầu nó tăng lên đúng không? Đây là điều chỉnh tăng cho nên nó có kết cấu cùng với tài khoản mà nó điều chỉnh nha các bạn nha. Rồi vậy nên là ví dụ như là nếu mà đề bài mà đề nghị các bạn là mở tài khoản là chiết khấu 34312, bạn nào mà ghi cái số dư ở bên có, cho dù cái số tuyệt đối đúng nhưng mà bạn ghi như vậy là bạn không hiểu gì hết đúng không? Và khi mà chúng ta trình bày ở trên bảng cơ lý kế toán thì rõ ràng là các bạn phải lưu ý giùm cho cô, nếu nó là chiết khấu thì bạn phải trừ bớt, phải không ạ? Còn nếu nó là phụ trội thì bạn sẽ cộng thêm được không? Ừ. Bây giờ thì chúng ta sang ở cái giai đoạn là mới phát hành ha. Thì nãy giờ cô nói rồi, nó có 3 trường hợp: phát hành ngang giá nè, 100 nè, tiền thu được nè, đúng không? Rồi, nếu mà tiền thu 90, phải không ạ? Mà sau 5 năm phải trả 100, như vậy thì chiết khấu nó là 10. Đúng không? Nếu tiền mình thu được là 105, sau 5 năm mình trả mệnh giá là 100, như vậy phụ trội nó là 5. Đúng không? Như vậy đến đây thì chúng ta kết luận là gì? Tăng tiền khi phát hành luôn luôn theo giá phát hành.
tăng cái mệnh giá trên tài khoản 34311, là đây là nợ gốc luôn luôn ghi theo mệnh giá, đúng không? Và chênh lệch chúng ta xử lý theo phương pháp kỹ thuật kép, phải không ạ? Hoặc là chiết khấu hoặc là phụ trội, đúng không? Đến khi đáo hạn thì chúng ta sẽ là chi tiền để trả cái nợ gốc. Đó. Rồi bây giờ là chúng ta đang bàn đến cái câu chuyện là chi phí phát hành. Đây là một cái điểm tiến bộ trong quy định của Việt Nam với cái thông tư 200 nha. Chứ còn trước đó Việt Nam xử lý khác. Bây giờ Việt Nam xử lý là theo theo cái thông lệ rồi. Tuy nhiên cái cách mà của Việt Nam á, thì nó không có giống như người ta. Người ta ở thông lệ quốc tế á, thì người ta có hai cách ứng xử. Một á, là cái chi phí phát hành nó cũng là một thành phần của chi phí đi vay, cho nên là theo thông lệ quốc tế á, hoặc là người ta có một tài khoản riêng về chi phí phát hành để người ta xử lý tính dần vào cái chi phí đi vay. Hai là người ta sẽ ghi chung vào tài khoản chiết khấu hoặc là trừ bớt đi ở cái tài khoản phụ trội để người ta phân bổ. Là đó là thông lệ quốc tế. Còn riêng Việt Nam mình á, riêng Việt Nam mình thì lại mượn cái tài khoản mệnh giá để treo rồi phân bổ. Phải không ạ? Và cô cho rằng cái cách xử lý này á, thì cái ảnh hưởng đến báo cáo tài chính cuối cùng thì không, nhưng mà về mặt bản chất á, thì không có ổn. Tại vì là nếu mà mình mượn cái tài khoản mệnh giá này thì vô hình chung là tự nhiên cái tài khoản mệnh giá là bị thay đổi, là nó vô lý. Trong khi đó cái nợ gốc của mình là phải duy trì chứ, đúng không? À, thế thì là cô nhắc lại lần nữa là cách xử lý hiện tại của Việt Nam chỗ này nó khác với là thông lệ quốc tế nha. Rồi, thế thì các bạn ơi, cái điểm nhấn cuối cùng là chi phí đi vay. Nghe, hai cách ứng xử. Một, không vốn hóa tính vào chi phí tài chính sau 3 năm. Hai, đủ điều kiện vốn hóa, đó mà tính vào tài sản, cụ thể là 2412 là chi phí trong quá trình về xây dựng cơ bản đó. Được không? Như vậy các bạn học thuộc luôn. Chi phí đi vay xử lý làm sao? Phải không ạ? Tính vào chi phí kinh doanh, cụ thể là chi phí tài chính tài khoản 635, trừ trường hợp được vốn hóa, có nghĩa là chúng ta đưa vào tài khoản 2412. Được chưa ạ? Rồi. Thế thì ở đây các bạn sẽ lưu ý thêm một chút nữa. Đó là cái cách phân bổ này là chúng ta có nhiều phương pháp ha. Tuy nhiên á, là cái con đường đi cuối cùng của mình là vốn hóa hoặc không vốn hóa. Đó mà. Và nếu chúng ta tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp để mà phân bổ thì các bạn mượn cái tài khoản mệnh giá, ở Việt Nam mượn tài khoản mệnh giá, đúng không? Tuy nhiên là ngoài cái nguyên tắc phù hợp, chúng ta còn có một cái nguyên tắc rất là hay mà cô cho rằng là cô vận dụng cái nguyên tắc đó trong ứng xử thực tế rất là thú vị, và đó chính là nguyên tắc trọng yếu đó. Nghĩa là nếu mà nó không trọng yếu thì thôi, đâu có xử lý phức tạp chi đó, chừng nào nó trọng yếu thì mình mới bài bản chứ. Thế nên không ạ? Nếu như chi phí phát hành là một con số nhỏ, là số không trọng yếu, đề bài viết trong ngoặc đơn không phân bổ dần, đúng không ạ? Thì tiền mình chi ra nè, mình đi thẳng một lèo vô đây cho cô luôn, vốn hóa hoặc không vốn hóa luôn, tức là mình đang áp dụng cái nguyên tắc trọng yếu không phân bổ dần. Còn nếu đề bài mà ghi rằng chi phí phát hành phân bổ dần thì các bạn mới mượn cái tài khoản mệnh giá để phân bổ. Các bạn theo kịp không? Được không? Rồi. Thông thường các bài tập và đề thi thì chi phí phát hành thông thường các thầy cô viết trong ngoặc đơn không phân bổ dần ha, để các bạn đi thẳng một lèo vô đến đích luôn, vốn hóa hay không vốn hóa. Đó mà. Ít có trường hợp nào mà liên quan đến cái chuyện phân bổ lắm nha. Còn nếu giả sử như đề bài ghi là chi phí phát hành mà không nói năng gì trơn thì các bạn có quyền giả định là không vốn hóa, à xin lỗi, các bạn có quyền giả định là không phân bổ dần để các bạn đi thẳng, trừ phi là đề bài ghi rõ là phải phân bổ dần. Được chưa? Bây giờ chúng ta bàn đến là lãi vay ha. Và cái chi phí đi vay ngoài cái lãi trái phiếu thì nó còn có là chiết khấu phụ trội, đúng không? Như vậy thì là ở đây chúng ta sẽ có
là nếu trả lãi định kỳ nè đó thì không vốn hóa 6 3 5 vốn hóa 2412. Còn nếu trả trước cho nhiều kỳ treo 242 để phân bổ. Còn nếu trả sau thì trích trước ở tài khoản 335 và khi thanh toán trừ vào 335. Có đúng không ạ? Như vậy là các bạn đang xử lý cái cách này là theo nguyên tắc gì? Nguyên tắc phù hợp. Nha, nguyên tắc phù hợp theo kỳ kế toán, đúng không? Ngoài cái lãi trái phiếu thì các bạn còn có cái gì nữa? Phân bổ chiết khấu thì làm tăng chi phí đi vay, phân bổ phụ trội thì làm giảm chi phí đi vay. Như nãy giờ là chúng ta đang bàn. Được không á? Rồi. Ở đây thì chúng ta có một cái ví dụ như thế này. Nhé. Cô cho nhiều thông tin. Đây, mệnh giá 100, thời hạn 2 năm, lãi suất là 10% cho 1 năm, chi phí phát hành là chi bằng tiền mặt là 2,4. Và bây giờ là có nhiều sự lựa chọn. Đó. Nếu kỳ kế toán các bạn chọn theo năm thì các bạn sẽ ghi rõ là kết thúc ngày nào, 31 tháng 12 hay là ngày nào. Đúng không? Vì cô cho là ngày này là ngày 1 tới tháng 10. Nha. Rồi, cô cho các bạn là kỳ kế toán có thể lựa chọn là theo quý hoặc là theo tháng tùy ha. Rồi, giá phát hành ở đây nó có hai giá là 94 là có chiết khấu, còn 104,8 là có gì? Có phụ rồi. Đúng không? Trả lãi thì có thể theo nhiều cách khác nhau, định kỳ là 2 lần 1 năm hay là sau mỗi năm hay là trả trước hay là trả khi đáo hạn vân vân. Đúng không? Muốn chọn gì chọn. Ha. Khi chi phí phát hành thì các bạn có thể là chọn phân bổ dần hoặc là không phân bổ dần. Ha. Chọn sao cũng được hết. Rồi cái phần chi phí, cái chiết khấu, cái phụ trội hoặc là lãi á, nếu có thì các bạn áp dụng phương pháp đường thẳng. Được không? Như vậy bây giờ là cái cách thức mà chúng ta thực hiện cái ví dụ này nè là đúng không ạ? Đầu tiên là các bạn chọn cho cô những cái dữ liệu cho bài tập này. Ha, đầu tiên các bạn ghi dùm cô là giá phát hành nhiêu. Đó, bạn chọn số nào? 94 hay là bạn chọn con số là 104,8. Thứ hai là các bạn sẽ chọn cho cô kỳ kế toán nào, phải không ạ? Ghi rõ ra cho cô luôn, đúng không? Thứ ba là các bạn chọn phương thức trả lãi là chọn cái gì, ghi cụ thể ra. Tại vì tất cả những cái mà dữ liệu các bạn chọn nó sẽ quyết định đến các bạn ghi bút toán đúng hay là sai. Được không? Tiếp tục chi phí phát hành các bạn chọn cái gì, phải không ạ? Phân bổ hay không phân bổ ha. Rồi, được không ạ? Sau khi mà các bạn chọn đầy đủ các thông tin đấy thì các bạn sẽ làm cho một kỳ kế toán thôi. Nếu các bạn chỉ chọn kỳ kế toán năm thì các bạn sẽ ghi đầy đủ các cái bút toán liên quan kỳ kế toán năm đó. Nếu các bạn chọn kỳ kế toán theo quý thì ở đây là quý mấy? Quý 4, đúng không? Quý 4 của năm N thì các bạn sẽ ghi trọn vẹn thông xử lý của cái quý 4 của năm N. Đúng không ạ? Còn bạn chọn theo tháng thì các bạn ghi đầy đủ các bút toán của cái tháng 10. Theo kịp không? Đúng không? Rồi, như vậy thì bây giờ đồng hồ của cô là 16 giờ 13 thì cô sẽ cho các bạn là 15 phút. 16 giờ đã nhảy lên 14 rồi hả? À. Rồi, 16 giờ 30 luôn. Nha. 16 giờ 30 ha. Rồi. Các bạn sẽ nộp sản phẩm ở đây. Rồi, tất nhiên là các bạn làm đúng thì cô cộng điểm thôi nhé. Như vậy là 16 giờ 30 thì cô sẽ sửa cái ví dụ này và chúng ta sẽ kết thúc bài hôm nay ha. Rồi, 16 giờ 30 quay lại nha. Cô sẽ sửa ví dụ này nha. Bây giờ các bạn làm nhanh, khẩn trương. Đúng không ạ? Rồi, up lên cái phần chat này.
Alo các bạn ơi, chúng ta quay trở lại với cái ví dụ hai mà các bạn đang thực hiện. Thì cô thấy một số các bạn có chuyển cho cô cái cách xử lý rồi. Bây giờ thì mỗi một cái dữ liệu các bạn chọn thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần xử lý của các bạn đúng không? Ừ. Thì bây giờ là cô cũng sẽ thực hiện cái việc đấy. Tuy nhiên cách thức của cô có thể nó khác so với các bạn là vì cô sẽ chọn những cái thông tin liên quan. Đúng không ạ? Thì ở đây cô sẽ chọn những cái phần về màu đỏ, đúng không ạ? Để làm các cái tư liệu để xác định của cái phần ví dụ này ha. Vậy thì là cô sẽ có là mệnh giá là 100 nè. Giá phát hành của cô là có phụ trội là 104,8. Kỳ kế toán của cô là theo tháng. Chi phí phát hành của cô là phân bổ. Cho nên là cô sẽ phân bổ cái chi phí phát hành, cái phụ trội và cái lãi là theo phương pháp định thẳng. Bởi vì là cái phương thức trả lãi mà cô chọn ở đây là định kỳ trước 2 lần. Vào ngày 1 tháng 10 và ngày 1 tháng 4, có nghĩa là ngày 1 tháng 10 năm N là phát hành, là ngay thời điểm đó là cô chi trả lãi cho 6 tháng luôn. Đúng không? Như vậy thì nếu cô chọn kỳ kế toán tháng thì cô sẽ phải ghi sổ cho trọn một kỳ kế toán tháng, đó là tháng 10. Đó. Vậy thì kỳ kế toán tháng 10 của cô sẽ được diễn ra như thế nào? Ở cái ngày 1 tháng 10 là ở thời điểm phát hành là do có phụ trội, cho nên là tiền thu được lớn hơn mệnh giá và tài khoản phụ trội được theo dõi riêng. Do phương thức trả lãi là cô chọn là trả trước cho 6 tháng mà kỳ kế toán của cô là theo tháng. Như vậy là nó liên quan nhiều kỳ kế toán, cô buộc phải treo trên tài khoản 242 để cô phân bổ dần. Đúng không? Rồi, cái chi phí phát hành của cô á là cô chọn là phân bổ dần ha. Ở đây cô có cái chữ là phân bổ đó, phân bổ chi phí đó. Thế nên cô sẽ treo trên tài khoản mệnh giá 34311 để cô phân bổ. Còn bạn nào là không phân bổ dần, có nghĩa là bạn ghi thẳng, thì các bạn sẽ đưa vào tài khoản 635 luôn, bởi vì là không vốn hóa ha. Ở đây mục đích của việc phát hành trái phiếu là bổ sung vốn lưu động đó, cho nên là không đủ điều kiện vốn hóa. Ngày 1 tháng 10 phát hành thì nó sẽ liên quan đến là ba cái nội dung cô vừa đề cập tới. Bây giờ kỳ kế toán của cô là theo tháng, thế thì cô sẽ quan tâm đến là ngày cuối tháng thì cô sẽ làm những cái vấn đề nào, thực hiện các bút toán nào để mà thể hiện xác định cái chi phí đi vay trong trường hợp này ha. Rồi, cụ thể là do là bút toán ở ngày 1 tháng 10 là bút toán B là trả trước lãi đó, cho nên cô sẽ thực hiện cái việc là phân bổ lãi. Ở đây cô sẽ phân bổ lãi cho 1 tháng thôi, đúng không? Ừ. Rồi, cô lại làm cái công việc là phân bổ phụ trội do cô chọn, cái giá phát hành nó cao hơn. Thế thì cái phân bổ phụ trội là làm giảm chi phí đi vay, cho nên là cô sẽ ghi vào bên có của tài khoản chi phí là giảm phí. Ở đây cô thực hiện là lấy tổng cái phụ trội cô chia cho thời hạn trái phiếu là 2 năm và cô tính cho 1 tháng thôi. Đó mà do kỳ kế toán của cô là tháng. Như vậy là nếu như bạn nào chọn kỳ kế toán là năm thì đến cuối năm bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ là phân bổ là cho cả năm. Tuy nhiên các bạn lưu ý nè, nếu các bạn nào mà chọn kỳ kế toán là năm mà kết thúc 31 tháng 12 đó thì rõ ràng là cái ngày này sẽ là 31 tháng 12 của năm N, mà khi mà phát hành là ngày 1 tháng 10. Vậy thì trong năm tài chính đầu tiên thì nó chỉ có liên quan là 3 tháng thôi. Nhớ nha. Không ạ? Chứ không phải là trọn 1 năm đâu, được không? Rồi còn gì nữa không? Còn chứ. Không ạ? Nếu như là cái chi phí phát hành mà cô giữ lại để phân bổ thì bây giờ cô thực hiện việc phân bổ ở đây. Nghĩa là cô sẽ tính là trên cơ sở phân bổ 2 năm và cô tính cho 1 tháng.
đúng không ạ? Đó, như vậy nếu như người ta hỏi các bạn là, đúng không ạ, chi phí tài chính trên báo cáo kết quả hoạt động tháng 10 bằng bao nhiêu, thì các bạn tính dùm cho cô coi, các bạn ghi rõ ra cho cô luôn. Đó mà ví dụ như là 0,83 cộng vô hay trừ ra, 0,2 cộng vô hay trừ ra cái gì đó vân vân, các bạn làm cho cô thử coi. Chi phí tài chính của tháng 10 trên báo cáo lãi lỗ sẽ biến động như thế nào? Cô không cần các bạn tính ra số tuyệt đối, cô chỉ cần các bạn ghi cho cô cái phép tính thôi. Lấy số nào, cộng số nào, nhân số nào, chia số nào, trừ số nào gì đó. Ví dụ vậy. Ừ, chính xác. Chính xác. Đúng không ạ? Thế thì nếu như mà có một cái câu trắc nghiệm người ta hỏi, phải không ạ? Như vậy thì là với cái thông tin này thì nó sẽ làm cho, phải không ạ, lợi nhuận kế toán trước thuế tăng hay giảm và số tiền bằng bao nhiêu. Đó, ví dụ vậy. Đúng không? Thì các bạn buộc phải tính toán các cái dữ liệu để chúng ta xem chi phí mà tăng thì lợi nhuận sẽ giảm. Đó mà. Và ở đây nó sẽ có là ba thành phần. Cái thứ nhất là lãi trái phiếu thì làm tăng nè. Đó mà 0,83. Phân bổ phụ trội làm giảm nè. Các bạn trừ đi 0,2. Phân bổ chi phí phát hành làm tăng nè. Các bạn cộng thêm 0,1. Chính xác. Được không? Rồi chưa? Rồi. Đó là cái liên quan đến là phát hành trái phiếu thường. Ha. Rồi như vậy là chuyển tiếp sang đến là một số các cái câu trắc nghiệm. Có lẽ mình làm luôn nha. Đúng không? Ừ. Rồi, cái này các bạn chọn A, B hay C, D? A, B, C, D. Công ty có kỳ kế toán năm kết thúc 31 tháng 12, ngày 1 tháng 7 của năm N phát hành trái phiếu ha. Rồi. Lãi thì định kỳ 2 lần trong 1 năm, thì trả lãi đầu tiên vào cái thời điểm là 1 tháng 1 của năm N cộng 1. Có nghĩa là trả lãi sau đúng không? Thế thì người ta hỏi các bạn là bút toán chuyển khoản trả lần đầu đó. Đúng không? Chính xác. Đúng không ạ? Không biết không? Rồi, như vậy thì ở đây là do cái kỳ kế toán của mình là kết thúc vào ngày 31 tháng 12, cho nên là năm tài chính N đó mà chưa đến ngày trả lãi, vì vậy là cuối năm N các bạn phải trích trước, vì thế là khi thực chi thì trừ vào nguồn trích trước. Chính xác đó mà. Câu 2. Bây giờ chúng ta đang bàn vào ngày 1 tháng 7 là đáo hạn phải không ạ? Trái phiếu đã phát hành 2 năm trước, mục đích là xây dựng cơ bản, tức là cái này là khi mà phát hành á, thì nó mục đích là để xây dựng đủ điều kiện vốn hóa đó. Câu hỏi sẽ là chuyển tiền chi trả lúc đáo hạn thì sẽ ghi như thế nào? Thời hạn là 2 năm nhỉ? Như vậy là mỗi năm, sau mỗi năm là mình trả lãi đúng không? Vậy cái thời điểm đáo hạn là mình sẽ trả cái gì các bạn nhỉ? Trả gì? Gốc nè. Trả gì? Lãi lần cuối nè, đúng không? Chính xác. Giỏi. Phải không ạ? Ừ. Thế thì là trong cái trường hợp này, do năm tài chính kết thúc 30 tháng 6
Mà cái ngày đáo hạn là ngày 1 tháng 7, tức là đầu năm tài chính. Vì vậy là ngày 30 tháng 6 là trước đó là mình thực hiện cái việc trích trước rồi. Vì thế mình trừ vào nguồn trích trước. Chính xác. Tiếp tục coi. Câu số 3 chọn gì? Câu hỏi của câu số 3 là người ta hỏi là nó tác động đến báo cáo lãi lỗ như nào. Nhưng mà mục đích vay là để đầu tư xây dựng nhà xưởng, đồng nghĩa là đủ điều kiện vốn hóa. Mà nếu đủ điều kiện vốn hóa thì không ảnh hưởng đến yếu tố chi phí. Hay nói cách khác, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh không ảnh hưởng. Đúng rồi. Phải không ạ? Bạn chọn phương án A là chi phí tài chính đâu có được. Là bởi vì cái chi phí phát hành cũng là một thành phần của chi phí đi vay. Cho nên là cái chi phí mà phát hành này á, cái thủ tục vay này á, nếu đủ điều kiện vốn hóa thì các bạn cũng vốn hóa luôn, đưa vào tài khoản là 2412 luôn. À, nó không ảnh hưởng gì đến yếu tố chi phí hết Câu số 4 chọn. Đầu năm thì phát hành 2.000 trái phiếu ha. Để xây dựng nhà xưởng. Cho nên là đủ điều kiện vốn hóa trong cái thời gian thi công là 2 năm. Đó mà. Còn sau thời gian đó là không đủ điều kiện vốn hóa thì chúng ta sẽ tính vào là chi phí tài chính. Rồi, cái giá phát hành nó nhỏ hơn so với mệnh giá, có nghĩa là có chiết khấu đúng không? Rồi, có lãi suất danh nghĩa nè. Và phương thức trả lãi là định kỳ là mỗi năm. Kỳ đầu vào ngày là 31 tháng 12, có nghĩa là định kỳ sau mỗi năm, bởi vì phát hành là vào ngày 1 tháng 1 và trả lãi là 31 tháng 12. Thì câu hỏi ở đây là tổng chi phí đi vay nha, phát sinh trong năm là bao nhiêu? Tổng chi phí đi vay. Thì các bạn sẽ biết rằng là cái chi phí đi vay của mình nó sẽ là như thế nào. Với chi phí phát hành thì là không đủ điều kiện vốn hóa đó. À, xin lỗi, chi phí phát hành là không phân bổ dần đó, cho nên các bạn tính hết. Rồi chi phí đi vay nó sẽ bao gồm là lãi trái phiếu là một, chi phí phát hành là hai, phân bổ chiết khấu hoặc là phụ trội đúng không? Mà phân bổ chiết khấu thì làm tăng chi phí đi vay, còn phân bổ phụ trội thì làm giảm chi phí đi vay, đúng chưa? Đúng không? Rồi, chính xác. Tiếp tục câu số 5. Câu hỏi đề cập đến việc trình bày trên báo cáo tài chính, cụ thể là bản quyết kế toán báo cáo tình hình tài chính. Đây là báo cáo thời điểm. Đúng không ạ? Rồi, bạn chọn thể hiện ở các cái chỉ tiêu cụ thể như thế nào? Chọn phương án ABCD. Cái này là mình dùng phương pháp loại trừ đó. Vì các bạn thấy là trên cái bảng cân đối kế toán thì nó có cái chỉ tiêu nào là vay dài hạn ngân hàng, rồi vay dài hạn trái phiếu, rồi chiết khấu trái phiếu không? Làm gì có. Đúng không? Chính xác. Chúng ta dùng phương pháp loại trừ. Tuy nhiên ở đây cô đang 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 cho các bạn phân loại là ngắn hạn và dài hạn. Thì các bạn sẽ lưu ý là số dư của tài khoản 3411 là đến hạn thanh toán vào năm liền kề, cho nên xếp vô là ngắn hạn. Tài khoản 34311 đến hạn vào năm liền kề, cho nên cũng xếp vào là ngắn hạn. Phải không ạ? Đó, cho nên là cộng hai cái này lại.
Và vì là chiết khấu cho nên các bạn trừ ra đúng không? Ừ, chúng ta có 16.950. Đó rồi. Xong cái phần về trái phiếu thường rồi, thì từ cái nội dung về trái phiếu chuyển đổi đến phần sau các bạn đọc thêm, xem thêm trong cái video bài giảng cô đã gửi trước đó ha. Được không ạ? Rồi, chúng ta sẽ nghỉ ở đây nha. Ừ. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại. Một lần nữa thì chúc các bạn là an toàn trong mùa dịch nha. Cô chào các bạn.